shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chơi trong chế độ mới, đó là chế độ đầu to nha anh em. Hôm qua mình bận quá không có trải nghiệm review cho mọi người xem được. Thế nên là ngày hôm nay sẽ làm một clip về chế độ đầu to. Ok, hiện tại thì mình đang làm cơ trưởng và chúng ta cần nhảy dù xuống, đấy là ngay khu cổng trần anh em mọi người ơi. Vâng, đã nhảy xuống rồi nhưng mà chưa thấy ai luôn cơ. Ok, khẩu súng khởi đầu của mình đó là SVD này mọi người này. Có thêm cả UMP nữa. Thì bây giờ là giới thiệu sơ qua cho anh em một xíu về cái chế độ đầu to. Đơn giản thôi anh em ạ. Tức là khi mà anh em ăn kill này nó sẽ tính theo cấp nha mọi người. Max cấp sẽ là 5 cấp này. Và cấp thứ 5 thì đầu anh em to dã man con ngan luôn. Thêm một điều nữa đó là với chế độ này tức là sẽ có 5 đội chơi tham gia anh em ạ. Và đội nào được 40 kill trước hoặc là hết cái thời gian của nó mà đội nào có nhiều kill trước thì chính là đội chiến thắng nha anh em. Ngoài ra thì anh em chơi game này, anh em sẽ cần có một cái tinh thần đồng đội hơn. Đấy, anh em chơi khéo léo một xíu thì cái việc lấy top 1 trong chế độ đầu to nó cực kỳ là đơn giản. Ok, có máu này. Vâng, hiện tại thì mình đang dùng cái combo súng đó là Famat với lại UMP nhá. Ây, cái điều quan trọng là chưa thấy người đâu mọi người ơi. À, ngay dưới hả? Ok, có luôn Scar này, từ từ. Các ông cứ từ từ nha. Và trong chế độ này thì anh em chết bao nhiêu lần, hồi sinh bao nhiêu lần cũng được luôn. Đơn giản mà mọi người. Có một điều duy nhất đó là team nào hoàn thành được 40 kill trước chính là team chiến thắng này. Hiện tại thì cái team mà hạ gục nhiều mạng nhất mới chỉ hạ gục có 3 kill thôi. Team tô thì chưa kill được mạng nào này, 1 kill rồi. Let's go anh em ơi. Cái đầu xanh này, đầu to này. Thằng này chắc là nó đã kill được một mạng anh em ơi, nên là đầu to này. Ui, cái đậu xanh. Bây giờ đầu mình còn to hơn cả đầu nó anh em ạ. Ok anh em, và nó sẽ phân ra 5 cấp ở đây luôn này. Đó, tức là anh em nào mà kill nhiều mạng thì anh em sẽ dễ bị đai hơn. Đơn giản là đầu to thì địch nó dễ bắn hơn anh em ạ. Đó. Còn anh em nào mà đầu bé thì không phải lo, nhưng mà đầu to như này mới kiếm được top 1 cho mọi người. Đây nó là lý do tại sao mà chế độ này được đặt tên là chế độ đầu to. Và theo như mình thấy thì đây nó là một chế độ khá là thú vị này. Đấy, một chế độ giải trí, giảm stress cực kỳ là chất lượng anh em ạ. Và nếu như nào anh em nào mà chưa chơi ấy thì các bạn hãy vào ngay trong game và trải nghiệm thử chế độ đầu to. Sau đó là bình luận comment tại đây nha, về cái trải nghiệm của mọi người nha. Ok, lên bảng đi. Ui, cái đậu xanh. Đang bắn hay tự nhiên có đứa móc lốp anh em ạ. Thật sự là buồn quá đi. Ok. Vâng, và anh em chỉ cần là lựa chọn chỗ, sau đấy là các bạn hồi sinh ngay, quay trở lại phục thù luôn chứ ngại gì dăm ba cái bọn rơm rơm này. Ok anh em ơi. Đấy. À, được rồi, mình đã có được thêm kill rồi anh em ơi. Chắc là thằng lúc nãy không ai cứu. Đây, xem chúng ta có gì nào. Cái đậu xanh này ai vậy em ơi? Đúng rồi, làm gì vậy? Chạy hả? À, chú chạy với anh cả. Chạy đi em ơi. Chạy lẹ lên em ạ. Ui, nó sấy mình gắt phết anh em ạ, không đùa được. Thằng này nó sấy gắt phết anh em ơi, không có dẫn chơi đâu nha. Ây, cái đậu xanh này. Làm gì với hả em ơi? Ui dồi ôi này. Hôm nay thì sáng chủ nhật dậy lọ mọ chơi game. Bây giờ thì làm video cho anh em xem này. Ơ, cái đậu xanh. Từ Kẹo xin chúc tất cả các fan trên kênh của Kẹo là có một cái ngày chủ nhật vui vẻ bên người thân và gia đình nha. Vãi nổi. Bị hạ gục bởi AWM rồi anh em ạ. Cái đậu xanh nó ngay kia kìa. Ui dồi ôi, bỏ vào nhà cái đã anh em ơi. Được rồi nhá. Ok, anh hồi sinh ngay, quay trở lại phục thù này. Ngày hôm nay mình sẽ cố gắng đưa team mình lên top 1 trong chế độ này luôn anh em ơi. Hiện tại thì team mình mới kill được có 5 mạng mà thôi. Và team số 1 người ta đã kill được 8 kill rồi. Không sao, tất cả mọi thứ không thành vấn đề, chỉ cần anh em cố gắng thôi.
Được rồi, ok. Qua đây chắc là sẽ cứu đồng đội trước này. Ui, vãi trưởng. Đang tranh thủ lưu đồ cái bị chúng nó xấy cho SML anh em ạ. Không kịp rồi. Sorry bạn nha, đang bảo là lên cứu bạn nhưng mà không có kịp rồi nhá. Ok ok. Ở ngoài có người anh em ạ, bình tĩnh đi. Ui, bây giờ là mình đã lên cấp 2 rồi anh em ạ. Đầu to dã man này. Cái động xanh này. Làm gì phải hải mơi. Ui, ngồi trên này cấu gì ở phê nhỉ. Ok này, phê luôn này. Rồi nhá, cứu nhau cơ. Cứu nhau cơ. Ui dồi ôi này, hết đạn. Vãi trưởng. Đang chơi hay làm quả hết đạn. Ok anh em ơi, hiện tại thì mình đã mắc cấp rồi nha anh em ơi. Ui, vãi trưởng nhìn quả đầu này. Nhìn quả đầu như kiểu là cái nồi cơm điện mà anh em úp lên đầu vậy. Ui, dã man luôn anh em ạ. Nó mang hơi hướng của phong cách chibi, nói chung là khá là đáng yêu. Đó. Mình không biết là chế độ này nó sẽ tồn tại được bao nhiêu lâu, nhưng mà hình như là chỉ có vài ngày sự kiện sinh nhật Free Fire thôi anh em ạ. Ok. Ui, vãi trưởng, đồng thế từ từ. Đồng thế thì từ từ nhá các ông nhá. Từ từ tôi chạy vào bo cái đã, làm gì mà căng. Đây, giáp mũ nát rồi đây anh em này. Ok, mình sẽ sửa mũ giáp cái đã. Từ từ anh em ơi. Bò mãi trong này cơ. Ok ok. Khỏi sửa luôn nhé, có người này. Có người này. Làm sao đấy em ơi, đứng lại. Đứng lại em ơi, làm sao đấy. Được rồi, mình sẽ lên trên tầng xíu coi. Cái đậu xanh này thủ nhà này. Ơ, hai đứa luôn cả. Hai đứa luôn cả, nốc rồi nha. Lên bảng điểm số đi. Lên bảng điểm số đi này. Ok. Vâng, và team mình hiện tại đang là team kill nhiều mạng nhất với 14 kill nhá. Công nhận là ngon lành thật vì là hiện tại mình đã có cả quốc gia rồi anh em ạ. Chất lượng luôn nhỉ. Ui, vãi trưởng, từ từ. Đứa nào ở dưới vậy? Ui, mì này. Gài mì này phá mì luôn nhá. Anh không cho các chú gài mì linh ta linh tinh đâu. Thật sự là đầu to nhưng mà chơi game anh em chạy qua những cái cửa sổ không hề vướng nha. Cái đậu xanh chẳng qua là game hơi khó nhìn một xíu. Đơn giản là đầu to như này anh em nhìn tâm súng nó rất là khó nhá. Kìa kìa. Thằng nào ở ngoài kia vậy, từ từ. Hạ nó luôn anh em ạ. Cái đậu xanh này nốc rồi nha em ơi, làm sao đấy. Làm sao đấy em ơi này. Ok này, lên bảng điểm số này. Thằng nào nữa. Xem còn thằng nào nữa. Ok anh em ơi, lấy câu này. Hello. À, chỗ dưới này có người á hả. Để mình xem nào anh em. Cái đậu xanh đây hả. Đây hả em ơi. Ui dồi ôi này, nốc rồi nha em ơi. Cái đậu xanh này lên bảng này. Thích chơi nhanh với anh cả. Sốt chưa lên thêm điểm. Cái gì vậy. Hình như là anh em vừa được tăng tốc chạy một xíu nha mọi người ơi. Ok này. Đứa nào dưới đây. Để mình coi nào anh em nào. Ui dồi ôi, làm sao đấy. Làm sao đấy em ơi. Ok luôn, ngon lành cành đào nhé. 19 trên 40 rồi này. Cái đậu xanh này. À, muốn gì. Muốn gì em ơi. Ok mọi người chờ xíu nhá. Mình còn mặc cái đã. Được rồi. Làm gì mà căng vậy, let's go nào. Qua xử luôn chỗ nó anh em ạ. Ui cái thằng nào. Thằng nào đầu cú xít to đùng thế kia. Vãi trưởng. Ai lại chơi như những ông vậy. Lại đổi cái cú xít to đùng lên đầu thế kia. Ui dồi ôi, đâu nhỉ. Đâu nhỉ này. À, dám chơi được anh ạ. Ok nốc một này. Cái đậu xanh này. Nốc hai này thế kia. Thằng thứ ba đâu. Ui dồi ôi, lên bảng nhé. Làm sao, qua đây em ơi. Qua đây em ơi này. Thằng kia đứng lại. Đứng lại em ơi. Ok nốc rồi này. Dã man công ạ. Có đứa nào nó bắn lén tôi rồi. Thôi xong thôi xong. Thôi xong kẹo chuẩn bị dụng nhá. Vâng, và hồi sinh ngay này anh em. Team mình đã kill được 37 kill rồi. Kill được 3 kill nữa thôi thì chiến thắng top 1 sẽ thuộc về team mình nha anh em. Ok ok. Đấy, đã bảo với anh em là chia sẻ kinh nghiệm cho anh em chơi chế độ đầu to này. Lấy top 1 cũng dễ thôi mà anh em. Kìa kìa, ui, nhìn team địch kìa anh em này. Từ từ, làm gì mà căng. Ok ok. Đứng lại mây, đứng lại mây. Đứng lại mây. À, lút đổ à, ui nó chạy rồi. Chạy lẹ lên luôn này. Với khẩu AN-94 này là mình sấy hơi khó anh em ạ. Ok, yes. Và team mình đã hạ gục 51 kill rồi anh em ơi, 51-40 này. Vâng, top 1 luôn, đơn giản nhờ mọi người nhờ. Quẩy lên nào. Ui dồi ôi, trông quả đầu funny vãi trời anh em ơi. Quẩy lên nào, ngại gì đâu hả anh em ơi. Yes, top 1 vô cùng là đơn giản rồi nha.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.